Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Irasshaimase Sài Gòn để tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực Nhật Bản cùng với Ngọc Nhi. Và hiện tại thì Ngọc Nhi đang có mặt tại góc đường Điện Biên Phủ và Văn Tôn, nơi một nhà hàng mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong ngày hôm nay, đó chính là nhà hàng Hương Nhật. Vừa đến với trước cửa của nhà hàng Hương Nhật thì Ngọc Nhi đã khám phá được một điều rất là đặc biệt, đó chính là quầy Takoyaki rất là hấp dẫn và thơm lừng. Bây giờ Ngọc Nhi sẽ cùng thưởng thức món ăn này trước khi vào nhà hàng nhé. Anh cho em một phần Takoyaki ạ. Dạ, cảm ơn anh. Wow, rất tuyệt vời. Nhưng đây chỉ là món ăn mở đầu thôi, còn nhiều điều đặc biệt nữa mà chúng ta sẽ khám phá bên trong nhà hàng. Hãy cùng theo Ngọc Nhi nhé. Xin giới thiệu với các bạn, bên cạnh Ngọc Nhi đây là anh Uemura, là giám đốc của nhà hàng Hương Nhật. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện với anh để hiểu rõ hơn về nhà hàng. Anh có thể giới thiệu cho mọi người được biết là nhà hàng mình có những điểm đặc biệt nào không ạ? Xin chào. Hương Nhật là toàn sảnh 5 室でお客様がゆったりとしてくつろいでお食事をすることができるのが最大の特徴です。フンヤットの最大の特徴になっています。Đó là những đặc trưng về thiết kế. Thì không biết là nhà hàng mình có những điểm đặc biệt gì về ẩm thực, có phải là những món ăn chuyên biệt của vùng nào hay không ạ? Hương Nhật là Nhật Bản toàn quốcの美味しいものをたくさん集めたお店なんです。ですからOkonomiyakiは広島風、Tebasakiは名古屋風といったように、全国各地の日本のメインな誰でもが知っているような料理を揃えています。Ở trong khoảng thời gian kinh doanh nhà hàng ở Việt Nam thì anh có cảm nhận như thế nào về sự yêu thích của người Việt đối với ẩm thực Nhật Bản? Hiện Hương Nhật thì là hoàn toàn là Nhật Bản thức ăn để cung cấp cho mọi người. Nhiều loại thức ăn của Nhật Bản sử dụng nên đôi khi một chút đó cao hơn một chút. Từ ý nghĩa đó, hiện Vietnam người trẻ tuổi thì là chút cao hơn, chút chi phí cao hơn thì cảm thấy nhưng mà これからたくさんお店ができてきているんで、食材もたくさん入ってくるようになると値段も安くなるだろうし、競争も厳しくなるから、みんな安くて美味しいものを提供しようとするから、これからのベトナム人はもっともっと安くて美味しい日本食の食べることができると思います。それでは兄さんの日本料理を美味しく作る作り方をお教えしますんで、厨房の方に行って。Ngọc Nhi rất sẵn sàng ạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng vào gian bếp của nhà hàng Hương Nhật để xem cách chế biến cũng như là điều gì đã tạo nên sự đặc biệt của các món ngon nơi đây. Ngọc Nhi đang có mặt trong gian bếp của nhà hàng Hương Nhật và bên cạnh Ngọc Nhi đây là anh Hiếu, là bếp trưởng. Ngày hôm nay anh Hiếu sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho Ngọc Nhi thực hiện những món ăn đặc biệt của nhà hàng. Anh Hiếu ơi, mình sẽ bắt đầu từ món ăn nào? Xin chào Ngọc Nhi, thì hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em làm món tôm chiên mayo. Tôm chiên mayo. Vậy thì món ăn này mình sẽ có những nguyên liệu nào? Em thấy có đến 2 loại bột. Thì nguyên liệu đầu tiên của món ăn này là tôm, bột mì, bột tem và một nguyên liệu đặc biệt nữa. Không biết Ngọc Nhi có thể đoán ra nguyên liệu này nguyên liệu gì không? Dạ. Để em ngửi thử nha. Em nghe có mùi giống như là mùi bia. Chẳng lẽ chiên mà chiên tôm với bia hả anh? Đúng rồi, đây là bia. Rất là lạ, tại vì trước giờ nếu mà sử dụng nguyên liệu bia thì Ngọc Nhi thường là hấp tôm nè, rồi luộc tôm hoặc là cua với lại bia. Chưa bao giờ mà nghe nói là bia mà sử dụng để chiên, đặc biệt là tẩm với bột nữa. Thì nó có công dụng gì? Công dụng đặc biệt của bia cho món ăn này là giúp cho món ăn nó sẽ phồng lên và xốp hơn, sẽ ngon hơn. Thì ra như vậy. Và bây giờ mình sẽ thực hiện bước nào trước tiên? Đầu tiên thì mình sẽ chế biến phần tôm trước. Tôm thì mình sẽ cắt cái phần bụng này, mình khứa ngang cái phần bụng này khoảng 3 đến 4 đường. Mình khứa như vậy để làm gì anh Hiếu? Mình khứa như vậy để khi mình nắn con tôm ra mình chiên sẽ con tôm nó sẽ không có bị cong. Sau khi hoàn tất công đoạn nắng tôm, đầu bếp và Ngọc Nhi sẽ lăn tôm qua bột mì, sau đó tẩm tôm qua hỗn hợp bia và bột tempura. Để món tôm thẳng, đều và đẹp mắt thì đầu bếp sẽ giữ chặt phần đuôi khi cho vào chảo dầu. Khi chín thì món tôm sẽ nổi lên trên bề mặt. Bạn chỉ cần để ráo dầu, trang trí với rau quả và loại sốt đặc biệt, mayonnaise và sữa. Thế là chúng ta đã hoàn thành món tôm của ngày hôm nay. Thật đơn giản đúng không nào? Phần sốt chúng ta đã chuẩn bị xong. Trong quá trình làm, Di cảm thấy sốt như thế nào? Đầu tiên mà em thấy là trộn các nguyên liệu nào là mayonnaise, rồi sữa tươi, rồi sữa đặc nữa. Em nghĩ chắc là nó sẽ rất là béo, mà có một chút vị tiêu cay cay, chắc là lạ lắm. Để em nếm thử. Thường thì chúng ta thấy là mayonnaise có một cái vị mặn mặn và cái độ béo, cho nên là khi pha với lại sữa đặc và sữa tươi thì nó bổ sung thêm cái độ ngọt, khiến cho cái hỗn hợp này có một cái vị ngọt dịu. Và Ngọc Nhi nghĩ là một chút tiêu sẽ giúp cho một chút xíu nữa chúng ta ăn kèm với tôm, nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Con tôm chúng ta đã hoàn thành và Ngọc Nhi thấy là các con tôm không đều nhau, và Ngọc Nhi đã đoán được những con nào do mình làm, bởi vì nó khá là cong, nó không có ngay thẳng giống như những con tôm anh làm. Và tiếp theo mình sẽ trang trí như thế nào cho bắt mắt đây anh? Phần trang trí thì mình sẽ trang trí phần rau ở dưới. Dạ. Có thêm một tí màu xanh xanh cho nó đẹp. Đúng rồi. Vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi, thì Nhi cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là bắt mắt, hấp dẫn và cảm thấy rất là thơm nữa, có mùi hương của mayonnaise. Đặc biệt đó là Ngọc Nhi rất thích ăn hải sản, cho nên là món tôm này Ngọc Nhi không thể cưỡng lại. Tuy nhiên Ngọc Nhi cũng đành phải chờ để chúng ta thực hiện những món tiếp theo rồi cùng thưởng thức sau nhé. Sau khi Ngọc Nhi và anh Hiếu đã thực hiện xong những món ăn thì chúng ta đang có một bàn tiệc rất là thịnh soạn. Không biết anh có thể giới thiệu về tên của từng món ăn cho quý vị khán giả được biết không ạ? Pizza, chicken namban, ebi mayo, takoyaki, mentai koki pasta. Wow, có rất là nhiều những món ăn với những màu sắc rất là bắt mắt và Ngọc Nhi cũng đang rất là háo hức để thưởng thức những món ăn này. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu món ăn nào trước tiên ạ? Dạ, tôm chiên mayo. Bây giờ Ngọc Nhi sẽ cùng thưởng thức nha. Được rồi. Ebi mayonnaise đâu ạ? Quả là món tôm này đối với Ngọc Nhi rất là đặc biệt. Khi cắn vào chúng ta thấy là miếng tôm của chúng ta rất là phồng nè, rất là xốp và bên trong thì lại mềm. Ngoài ra về cái nước sốt á, thì Ngọc Nhi thấy có sự hòa quyện giữa cái độ ngọt rồi có một vị mặn mặn của mayonnaise. Cảm thấy là có một cái vị thanh ngọt dịu nhẹ hòa với cái vị ngọt của tôm nữa, rất là tuyệt vời. Ebi mayo đã ăn rồi, tiếp theo pizza ăn không? Nhi-san là pizza. Ngọc Nhi rất là thích ăn pizza, đặc biệt là pizza của Nhật. Tại vì thường thì Ngọc Nhi thấy là cái phần pizza của Nhật nó không có quá to, đế bánh nó cũng khá là mỏng và giòn nữa. Bây giờ Ngọc Nhi sẽ thưởng thức đây là pizza hải sản xem hương vị thế nào nhé. Arigato. 辛いのが好きですか？辛いの好きだったらタバスコ振って食べると美味しい。とっても辛いので最初はちょっと。Loại tương thì khá là cay cho nên Nhi cũng xịt vừa phải thôi. Dạ mà anh. Ngọc Nhi nghĩ là cay lắm nhưng mà chỉ là có cái mùi của ớt rất là nồng thôi, còn cái hương vị thì không cay, chắc có lẽ là do Ngọc Nhan cay giỏi. Khi mà thưởng thức thì Ngọc Nhi thấy rõ ràng ở mặt dưới thì vẫn giòn nhưng mà mặt trên thì rất là mềm. Các nhân có độ ngọt khác nhau, chẳng hạn như độ ngọt của tôm nè, rồi ngọt của xúc xích và thịt hòa quyện lại rất là tuyệt vời, cùng thêm vị béo của phô mai. Ngọc Nhi nghĩ là với một món pizza như thế này thì sẽ thích hợp để các gia đình có thể dẫn theo các em nhỏ đến với các nhà hàng Nhật. Vậy thì Nhiさん、Hương Nhậtの名物の温泉豆腐をまず最初に食べていただいて、この温泉豆腐は豆腐がちょっと軽く溶けてきた頃は食べ頃です。普通の豆腐よりも柔らかくできているので食べてみてください。それでは入れますね。 Bây giờ Ngọc Nhi sẽ cùng mình nếm thử xem hương vị của đậu hũ như thế nào. Trong đậu hũ rất là mềm và có cảm giác như là sắp tan chảy ra, cho nên là chúng ta phải thử nhanh thôi. Đậu hũ Onsen là món ăn đặc biệt mà thực khách có thể thưởng thức khi ghé thăm nhà hàng Hương Nhật. Onsen là hình thức tắm thảo dược của Nhật Bản. Với tên gọi thú vị này thì chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc về món ăn này phải không nào? Hãy cùng khám phá ngay sau đây. Onsen tofu no dashi wa tokubutsu na dashi o tsukatte mashite, 加熱することによって二酸化炭素が発生して、まあ言ってみれば豆腐であるとか肉のタンパク質を溶かしていって、それで柔らかくなっていくんですね。タイミングを見計らって食べていただければ美味しくいただけます。 Các bạn có thấy là đậu hũ chúng ta đang bốc khói nghi ngút rất là hấp dẫn không? Và miếng đậu hũ khi mà Ngọc Nhi cho vào miệng thì cảm giác nó rất là mịn và nó tan bồng bềnh, cảm giác rất là thích. Nước sốt có một cái vị mặn mặn, ngọt ngọt và hơi chua chua, cảm giác rất là hòa quyện cùng với món đậu hũ. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn anh Uemura đã dành thời gian cho Ngọc Nhi, cũng như là đãi Ngọc Nhi những món ăn rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn. Nhiさん、またHương Nhậtに行って美味しい料理食べてくださいね。ありがとうございました。Chắc chắn nếu như mà có cơ hội thì Ngọc Nhi sẽ quay trở lại với nhà hàng Hương Nhật. Và các bạn thân mến, để nhận được những voucher hấp dẫn từ nhà hàng thì các bạn đừng quên tham gia những game tương tác cùng với chương trình Irasshaimase Sài Gòn. Và hãy đón xem chương trình Irasshaimase Sài Gòn vào 20h15 tối thứ Năm hàng tuần trên kênh VTC8 View TV. Còn bây giờ Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại. Với nhiều món ăn ngon, hấp dẫn tại nhà hàng Hương Nhật, hãy lưu ngay địa chỉ ăn uống hấp dẫn này để thưởng thức cùng người thân và bạn bè nhé. Các bạn có thể tìm thấy nhà hàng Hương Nhật tại 114 Điện Biên Phủ, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với những món ăn đặc trưng, nổi tiếng của Nhật Bản và không gian riêng tư ấm cúng, thực khách sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi ghé thăm Hương Nhật. Hãy cùng tham gia trả lời câu hỏi tương tác để nhận được những phần quà hấp dẫn. Câu hỏi: các nguyên liệu để tạo nên nước sốt đặc biệt của món tôm mayo bao gồm: A. Sốt mayonnaise, sữa tươi, sữa đặc và tiêu. B. Sốt teriyaki, sữa tươi, sữa đặc và tiêu. C. Sốt mayonnaise, sữa tươi, sữa đặc. Ngoài ra, khi đến với Hương Nhật, các bạn chỉ cần chụp lại hình ảnh của tập phát sóng này, bạn sẽ được giảm 20% trên mỗi hóa đơn khi ghé thăm nhà hàng. Irasshaimase được phát sóng trên khung giờ Chase Time tinh hoa Nhật Bản, độc quyền trên VTC8 View TV vào lúc 20h15 thứ Năm hàng tuần